Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bộ Giao thông Vận tải thông tin việc tạm dừng vận tải hành khách đường sắt về Quảng Nam. Tình trạng mất an toàn giao thông trên các tuyến đường tránh thành phố Thanh Hóa. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản chỉ đạo về việc tiến tới tạm dừng vận tải hành khách bằng đường sắt từ Hà Nội, Hồ Chí Minh đến Quảng Nam. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải giao Cục Đường sắt Việt Nam tiếp tục chỉ đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, các doanh nghiệp vận tải đường sắt thường xuyên cập nhật tình hình, phối hợp với địa phương, nắm nhu cầu đi lại của hành khách để hạn chế tiến tới dừng bán vé từ ga Hà Nội đến ga Tam Kỳ và từ ga Sài Gòn đến ga Tam Kỳ để giảm bớt số lượng hành khách từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đi về Quảng Nam bằng phương tiện đường sắt. Trong quá trình vận chuyển và tại các ga, cần đôn đốc chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát dịch. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng người dân tự ý mở lối đi qua giải phân cách cứng trên tuyến đường tránh thành phố Thanh Hóa đã được chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ phản ánh nhiều lần. Tuy nhiên đến nay, thực trạng này vẫn không được xử lý triệt để. Hàng ngày, người dân vẫn qua lại tại các điểm này gây mất an toàn giao thông. Đường tránh thành phố đoạn từ phòng cảnh sát giao thông đến vòng xuyến Bixi có nhiều lối đi do người dân tự mở. Được biết, tuyến đường này hai chiều được ngăn bằng giải phân cách cứng. Tuy nhiên, từ lâu nay, người dân đã tự ý mở giải phân cách để tạo lối đi qua lại. Theo quan sát, tuyến đường này lưu lượng người và phương tiện lưu thông nhiều, nhất là xe tải. Việc đột ngột lao từ bên này sang bên kia đường qua lối đi tự mở cực kỳ nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Thanh Hóa có rất nhiều điểm mở giải phân cách nhỏ hẹp, bất hợp lý, gây mất an toàn giao thông. Có nhiều điểm được xem là điểm đen tai nạn giao thông và cần sớm có biện pháp khắc phục nhằm hạn chế tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường. Tuyến quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Thanh Hóa chỉ chưa đầy 3 km, nhưng đoạn từ vòng xuyến Bixi, đại lộ Nam Sông Mã qua cầu Nguyệt Viên tới ngã tư Hoàng Minh tồn tại nhiều điểm mở giải phân cách bất hợp lý. Đơn cử như ngay tại chân cầu Nguyệt Viên, đoạn qua xã Hoàng Quang có các điểm mở giải phân cách là nơi để xe quay đầu để vào trạm dừng nghỉ cây xăng vào khu dân cư. Trong khi đó, các lối mở nằm ngay chân cầu nên các loại xe đang lưu thông với tốc độ lớn đột ngột quay đầu, thậm chí lợi dụng để đi ngược chiều. Đây chính là nguyên nhân xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông tại khu vực này. Một điểm mất an toàn giao thông khác trên tuyến đường tránh thành phố Thanh Hóa đó là ngã năm Đỉnh Hương. Đây là điểm giao cắt giữa đường Bà Triệu với các tuyến đường tránh đi các huyện phía Tây và là tuyến đường có lưu lượng xe tải, xe container, xe khách đi nhiều nhất. Vì vậy, khu vực này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tương tự, tại khu vực vòng xuyến Bixi đây được xem là điểm đen tai nạn giao thông. Vòng xuyến rộng trong khi nhiều phương tiện qua lại. Vì vậy, nếu chỉ cần cua gấp, các xe chở nặng rất dễ bị lật và thực tế đã có nhiều vụ lật xe tải tại đây. Tôi thấy rất bất cập về những điểm quay đầu xe với lại lối mở giải phân cách và hướng quay đầu chỗ cầu Nguyệt Viên. Thực tế là rất nhiều vụ tai nạn đã thương tâm đã xảy ra và nên tôi đề nghị với chính quyền và cơ quan chức năng, Ủy ban Giao thông Thanh Hóa nên vào cuộc để khắc phục lỗi những điểm đen này. Ở trên cái tuyến đường như là khu vực Bixi hay là qua bên kia cầu Nguyệt Viên là có nhiều phương tiện là hay là dừng đậu đổ đón trả khách mà gây mất an toàn giao thông, yêu cầu các lực lượng chức năng là xử lý nghiêm minh về các cái trường hợp dừng đậu đổ đón trả khách ở ngay tại khu vực Bixi vì cái tuyến đường này là tuyến quốc lộ. Bên cạnh đó, tình trạng dừng đỗ xe đón trả khách dọc trên tuyến cũng là một trong những nguyên nhân gây mất an toàn giao thông. Mặc dù thời gian qua, các lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân xóa bỏ các điểm nóng về tình trạng xe dù bến cóc tại khu vực Bixi và chân cầu Nguyệt Viên, nhưng thời gian gần đây, tình trạng này vẫn tái diễn gây mất an toàn giao thông trên tuyến đường. Để khắc phục những tồn tại bất cập trên tuyến đường tránh thành phố Thanh Hóa, rất cần có những giải pháp đồng bộ từ các ngành chức năng, từ việc điều chỉnh những bất cập về hạ tầng giao thông, xóa bỏ các điểm đen cũng như việc tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông, đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông trên tuyến đường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.